quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cháu xin cho quý ông bà cô chú anh chị. Rồi, cháu được xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì sẽ không có đi lên trên nhà của em Sử hay là đi xuống nhà của em Quân, em Cương nếu cô bác. Hôm nay thì dân tộc Nùng của cháu Lực với cô bác thì có là đến một cái ngày mà gọi là ngày ăn cơm mới cô bác ạ, rằm. Gọi là một là ngày rằm cô bác, là gọi là làm một cái mâm cơm nho nhỏ. Hãy xử gớ này ra đi. Bây giờ thì sẽ là bát cá một chút cô bác ạ, để ăn cơm mới cô bác. Theo từ thời xưa, từ thời các cụ để lại rồi cô bác ạ, là đến cái mùa mà cái cây lúa này cô bác này nó chuẩn bị nhổ bông ra thì sẽ làm một cái ngày rằm gì đấy, xong là ăn cơm mới. Ở nhà cháu Lực thì có một cái ao nhỏ nhỏ ấy cô bác, thì bên trong có thả là một hai con cá nữa. Bây giờ thì thế để xử với lại em rể của cháu Lực là hai anh em sẽ vớt một chút ra cá này cô bác này. Cá này thì bố cháu Lực thả từ rất là lâu rồi, thả độ tầm được gần một năm rồi cô bác. Bây giờ thì hai anh em sẽ đi vét một ít cá cô bác ạ. Hình như cái màn đấy cũng hơi nhỏ ấy. Hôm nọ là anh cắt một ít ra rồi. Cái màn đấy. Cái đầu kia vào. Đầu này á. Hay rồi. Bắt mấy con cá. Úi giời, nhảy rồi. Cái con cá chấm với lại cá chép ấy. Em mày còn mấy con ngan này thì mẹ cháu Lực cũng thả từ rất là lâu rồi cô bác. Chỉ ở quanh cái khu này thôi. Được cá rồi. Được cá chưa? Có cần xách cái xôi ra bên kia không? Thôi. Kéo ra bên này đi. Được cá rồi. Nó to nhất vào đây rồi. Hôm nay thì em Hải thì đi học với cô bác, cho nên là không có đến nhà của cháu Lực được. Nhà em Cương với lại nhà của em Quân thì cũng là dân tộc Nùng ấy cô bác, cho nên là ngày hôm nay thì nhà ai cũng có làm một cái lễ để làm một cái lễ rằm cô bác. Có được không? Cái đỏ luôn nhỉ. Có vẻ có rất nhiều bùn một tí nhỉ, Sư nhỉ. Hãy xem nào, xem thành quả của hai anh em vét. Đứng lên đây. Đứng sau kia để anh cầm để anh vớt cá ra đây. Có được không đấy? Được con nào cứ để vào. Xem nào. Con nhưng mà lấy con to một chút, con nhỏ quá thì không lấy đây. Thôi con đấy còn nhỏ lắm. Thì thả xong. Nhưng mà nếu mà nó là cá chép thì ăn được, cá chấm thì không được đâu. Cá chấm thì nó còn nhỏ. Ôi đàn cá chép chạy đâu hết rồi nhỉ? Là xuống. Con này cứ để đấy đã. Thả. Được mỗi con cá chấm nhỏ nhỏ đây này cô bác này. Có vẻ cá nó chạy rất là nhanh đấy. Để đi từ đầu kia. Ôi, thùng cái này thì thùng to quá rồi. Sử thì đã bao giờ mà đi vét cá ao này bao giờ chưa? Chưa đâu nhờ. Nhà Sử thì không có ao đâu nhờ. Hay đến lúc nào mà làm xong nhà mới thì làm một cái ao nữa. Đi xuống đầu kia xong lên. Lên từ đầu kia. Đó, được con to nhất kia luôn. Dạ, lấy kia. Cá này thì sẽ một tí sẽ lấy nướng thôi nhỉ. Chiên. Một tí nữa là ướp với lại một chút mắc khén, một chút hạt dổi nữa là để chiên lên hay là để nướng thì ăn rất là ngon cô bác ạ. Em đi sát
Có vẻ như là cái màn đây hơi nhỏ ấy. Ao lại lên một tí. Rồi rồi, lên đây bạn, lên. Ôi, hình như nó toàn nhảy hết ra ngoài thôi. Con. Hôm đó anh vừa thả thêm cá chép mà. Sử nghĩ có được không Sử? Được đấy. Em trèo lên đầu kia xong nhấc qua. To đấy. Ôi hình như anh thấy có con to rồi. Có con to sao rồi? Khá là nặng nhỉ, như kiểu vớt được nhiều bùn hay sao ấy. Rất là nhiều cá luôn. Phần nước nó trượt nhanh như giò đấy. Có tầm bùn. Nào. Ôi. À, ui ơi. Nước có nhiều quá à. Ui. Đâu, xem nào. Con to rồi. Con to chưa? Con to. Ở đây thì nó có vẻ là hơi nhìn hơi bẩn đấy cô bác, nhưng mà đây là cái bùn của cái ao cô bác ạ. Để thử ăn con cá đấy. Hả? Để thử ăn cho cá đấy. Đây thì bố cho Lực toàn là đi lấy cây lá sắn này, xong lại với lại chặt thêm cây chuối này cô bác này, để cho cá ăn thôi. Toàn cá chấm, coi con ấy thả đi xuống dưới đi tí để đây lâu nó ấy đấy, con này còn nhỏ quá. Ơi này này. Ơ cá ông lậu, cá chép đi đâu hết rồi nhở? Chép xong rồi. Ở dưới đấy. Ơi toàn chấm nhè. Toàn chấm rồi. Cái chấm này vẫn hơi nhỏ ấy nhở? Lấy con này vẫn còn hơi nhỏ. Lấy con nào nhỏ thì thả xuống. Lấy con nhỏ thả xuống đi. Mình bắt con to nữa cơ. Hai con này ăn đi nha. Ui, nhỏ quá nhỉ. Xem làm một vòng nữa xem là có được con to kia không. Được con to thì bắt con to đi. Con này chỉ có mỗi con thủy quái rồi. Trong này có một con to lắm ấy Sử ạ. Thủy quái. Hôm nay nó chạy đâu rồi? Thế là thành quả của anh em được gần 10 phút rồi. Được có hai con cá chấm rồi cô bác này. Bây giờ đi dưới đồ này, Chứ ơi. Em đi dưới nhé. Có biết bơi không? Sử có biết bơi không Sử? Sử có biết bơi không? Biết bơi không? Có à? Nhưng mà Sử ở trên nhà ấy dám xuống hay đi đâu? Ở nhà đi tắm suối hay là tắm ở đâu? Tắm ở suối à? Đi ra đây đấy. Đi ra chỗ này xuống cái kia xong đi vào đằng sau em. Hôm nào mà được cá thì hét ra. Được cá to thì hét lên mới có không khí được. Đi ra thôi. Đi. Nào Sử vòng vòng cái đây. Ui đấy. Ui hình như con đấy con to rồi. Rồi thôi. Lại sống rồi. Mang lên. Sao toàn lên cá chấm đấy nhỉ? Không có cá chép nhỉ? Cá gì đây?
chấm chấm rồi. Ăn chấm rồi à? Rồi con này mang đi ăn đi. Đây xử cơm đây đi, cơm đây đi. Rồi. Được chưa, cẩn thận sóng nhá. Đây được 3 con rồi. Làm một vòng nữa từ kia ra đây nào. Ở đây thì nhà cháu Lực cũng có một cái nguồn nước mà như kiểu nguồn nước nhà em xử này có bác này. Đến mùa mà đến tầm tháng tháng 6 cho đến tháng 10 thì cái nguồn nước này có. Còn từ tháng 6 đổ đến tháng 5 là không. Từ tháng 10 đổ đi tháng 5 là không có nữa có bác ạ. Sẽ bị cạn luôn. Ôi. Nhảy cao phết nhở. Hổng mắt đấy. Ui. Vào. Tình hình xe có được không? Ui, con đấy nó cứ bơi vào được. Bây giờ làm nốt chuyến này xong là đi vào để chế biến thôi nhỉ? Anh nghĩ là nó chỉ được mấy con kia nó chạy đâu hết rồi, nó chạy nhanh quá. Ôi được một con rô phi này. Con rô phi, cá rô phi bây giờ nó cũng đi đâu hết rồi. Rô này. Tưởng tính ăn thiệt thôi. Xem nào có con cá chép nào không? Không có cá chép. Xem con kia to hơn mấy con này hay là nhỏ hơn. Ra đây chạy. Đấy, mẹ cháu Lực thì cũng ra đây nè cô bác này. Mẹ cháu Lực thì trên người vẫn còn mặc những cái bộ áo dân tộc truyền thống của đồng bào người Nùng thôi. Còn đây là cháu của cháu Lực này, Linh Ngân này. Linh Ngân chào các ông bà đi. Chào đây. Con chào. Con chào. Các ông bà. Các ông bà. Con tên là? Tải Linh Ngân. Năm nay con được 2 tuổi. Rồi. Nói chuyện thì còn chưa có được xoáy mới đâu cô bác, và chưa được có được gió đâu. Còn đi học ấy, đi học thì lên lớp thì cứ đòi học cùng lớp mẫu giáo thôi. Lớp trẻ thì không có học đâu, toàn học lớp cùng với các chị thôi. Trong ao này có mấy con cá chấm to lắm cô bác ạ, phải to bằng bằng cái ống này cô bác này. Đâu đó tầm độ tầm là được 3 đến 4 cân đấy. Nhưng mà không có bắt được. Ui, cái con đấy mà khỏe đấy. Hôm nay thì chắc độ đâu đó là làm tầm độ 2 mâm rồi các bác ạ. Là gọi xung quanh các bác hàng xóm này. Xong là với lại thêm một số cô nữa. Con đấy thả đi. Con hai ở trên đấy. Đây có 4 con rồi. Đây có 4 con rồi. 4 con này chắc được tầm 2 cân rồi đấy. Bố con này thì nó bị suối à? Con này á? Đi lên nướng lên thôi. Tí à, ướp với lại mắc khén hạt dồi nữa. Cái này. Nghe ra. Các bà được cung chói lên đi lại. Ôi, chứ giống mày cá à? Nhưng con thịt quái. Đây thịt quái đây này. Có mấy con to lắm nhưng mà không biết là nó trốn đâu hết rồi cô bác. Cái phải đến là nó. Cái thịt quái. Nhưng gì ơ. Ừ đồ. Đấy. Đấy đầy mà. Thì là răng. Con to.
Đây à? Được chưa? Được cá chưa? Được rồi. Được cá chưa? Được cá rồi à? Hãy xem. Đây này này, Linh Hương này, đây này, đây này. Bác ơi, cho lắm mà. Thế chị em thành chút luôn. Nó tìm chỉ chua mà mì. Được. Cái lái lái không này, cái tù lô. Tù lô chứ cả. Cái tù lô nha. Xem con nào to hơn thì lấy con đấy đi. Hả chưa? Lấy con nào to hơn thì lấy con đấy đi. Thịt quá hơn ăn một đi. Này thì một tí lấy rán lên thôi. À lấy nướng đi nhờ. Được rồi, rửa rửa thôi. Vẫn không bắt được con thịt quái. Mấy con kia to lắm nhưng mà không. Hôm nay thì chắc là nó cũng biết là nó chạy hết rồi. Không, chỗ này có cái hùm chắc nó siêu là đấy thôi. Ôi. Lúa của nhà Sử là sắp được gặt rồi nhà Sử nhà. Nhà anh bây giờ nó mới lên bông lên này. Sử biết bơi không Sử? Thôi không bơi đâu, ao đấy bẩn lắm. Bây giờ thì đi thay quần áo đi. Đấy bây giờ thì đi vào thay quần áo đi. Anh Sử xách cá đi nhá. Xem nào, đếm được bao con là Sử. Đấy, bây giờ thì đi chế biến thôi. Đấy, được thành quả của hai anh em này cô bác này. À, mật nó không vứt lên nha. Cái điện thoại nha, điện thoại nha. Đấy, bố cháu Lực thì đang làm nấu thêm canh rồi cô bác. Nhà cháu Lực thì cũng có nuôi một con trâu, lại thêm mấy con lợn nữa. Hay ở đây thì không hiểu tại sao trong thời gian này thì nhà cháu Lực cũng bị dò từ cái nguồn nước này cô bác này. Thì đang bảo thời gian tới thì cháu Lực sẽ làm lại thêm một cái ránh ở đây. Và đổ hết chỗ này, đổ hết bê tông này. Thái Sử thì bây giờ bỏ ra đi tắm đi nhá. Bố cháu Lực thì đang làm cái món mà khoai cô bác. Cái này là khoai một tí nấu canh xương. Còn em rể thì đang thịt cá rồi. Còn Sử thì đang bảo cái này để một tí nữa làm nem. Sử thì có biết làm nem không? Cứ có biết làm nem không? Để trộn với trứng xong là chiên lên đấy. Không biết à? Đấy, thế thì hôm nay xuống đây thì hướng dẫn Sử làm luôn. Sau này về nhà thì còn có biết làm nhỉ? Bây giờ thì chắc là cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm nữa cô bác. Một tí nữa chế biến xong các món thì cháu Lực sẽ tiếp tục là ghi hình cho tất cả quý cô bác anh chị là cũng biết là cái phong tục của người đồng bào dân tộc Nùng là làm ngày rằm thì sẽ là như thế nào cô bác nhé, là có những cái món ăn gì ở trong cái ngày rằm cô bác ạ. Đây bây giờ Sử sẽ băm một ít hạt dổi nhá, xong là một tí mình để ướp với cá ấy. Đấy. Và từ hạt bột thôi. Hạt bột này cái này. Đập xong rồi gạt nó ra một bên. Xong một tí mới lấy cái lưới này băm vào. Đây trên tay em rể của cháu Lực đang cầm ấy cô bác. Là hạt rổi hôm nọ cháu Lực đi vào chợ phiên là thu mua được một ít này cô bác. Nếu mà có cô bác nào mà muốn quan tâm tới hạt rổi trên vùng cao thì có thể điện thoại cho cháu Lực qua cái số màn hình mà cháu Lực để lên trên màn hình cô bác, thì cháu Lực sẽ gửi lên cái hạt dổi này. Thì hạt dổi rừng ấy cô bác sẽ rất là thơm luôn. Mình mang để nướng cá hay là để ướp thịt xong mang lên nướng cũng rất là thơm cô bác này. Và trên tay cháu Lực thì nếu mà những sản phẩm nào cháu Lực gửi đi ấy, thì đều có cái logo tem bản em này và có chữ gắn kết yêu thương cộng với lại cái số điện thoại của cháu Lực nữa. Sử thì có thấy thơm không? Thơm hạt dổi lắm rồi nhỉ. Tí em phải băm cho nó nhỏ em nhá.
đâm nhỏ xong là để ướp với cá. Cá kia đi đâu rồi? Đây, để anh lấy cá cứ băm đi. Đấy, bây giờ thì bỏ chút muối với lại chút mì chính vào. Xong là em bỏ cái hạt dồi vào đi. Hạt dồi thì xong ấy, đấy, bỏ vào đây. Một thìa to một này nữa. Hai phần một này nữa. Đấy rồi, bây giờ thì trộn đều nó vào sữa ạ. Đấy, trộn nó vào. Đấy, trộn hết nhá. Đấy, trộn cho nó đều nhá. Xong là lấy dao cứa ra. Em bắt gì đi ra. Ở đây thì một tí nữa sẽ nướng ở tại đây luôn cô bác. Vừa rồi thì cháu được cùng đá nhóm lửa rồi. Sử thì hôm nay thì có vẻ là hộ cháu Lực làm rất là nhiều công việc ấy cô bác. Từ lúc vét cá này, xong mổ gà này, bây giờ thì em mới lại băm thịt ra thì một tí nữa làm mà thêm một cái món nem, món nem nữa. Đấy, băm như kiểu mình làm thịt băm ấy. Ô, cái máy xay nhà mình có dùng được không hay là dùng để xay luôn? À, em, cái máy xay nhà mình có dùng được không? Có dùng được nhưng mà lấy băm cái này ngon. Ờ. Băm kiểu này nhưng mà nó sẽ ngon hơn, với lại là dùng cái máy xay các bác thì nó sẽ rất là nhanh, nhưng mà nó kiểu mình làm bằng cái kiểu thủ công ấy các bác thì nó sẽ nhanh, nó sẽ ngon hơn. Vừa rồi để tiếp ạ, để mắc khén chưa? Có mắc khén mà. À, Dân ơi, em lấy ít mắc khén đi. Lấy ít mắc khén ra đây. Hôm nọ mẹ cất trong tủ ấy. Em Sử thì xuống nhà cháu Lực ấy, cô bác xuống nhiều lần thì bây giờ em ấy cũng có thể nói là quen với gia đình của cháu Lực rồi. Đây là những cái mắc khén này cô bác này. Đây thì cháu Lực cũng lên chợ đi lên trên chợ phiên này để mua về. Đây là mắc khén rừng nha cô bác, để ướp cá với lại ướp thịt này thì rất là ngon. Đây, em bỏ ra một ít đi. Cái đấy không cần vẽ đâu mà, cái đấy. Đang không? Vừa rồi luộc gà chưa? Gà luộc đúng không? Gà luộc bếp gà đúng không? Còn bây giờ mấy em làm thì cháu Lực sẽ đi lên trên nhà giới thiệu một chút cái sản phẩm mà chè San Tiết là tự tay mẹ cháu Lực đi lên trên nhà để khai thác này cô bác này. Bố cháu Lực thì năm nay được là hơn 50 rồi cô bác. Một cái dáng người mà cũng rất là gầy gò rồi. Đây, ở trước cái hiên nhà của cháu Lực ấy cô bác thì nhìn một cái là đi xuống cái kia luôn cô bác. Phải nói là ở trên quê thì khí hậu nó rất là yên tĩnh và mát lành cô bác. Bây giờ thì trời thì cũng được. Bây giờ thì cũng được là 4 giờ chiều rồi cô bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực sẽ pha một chút chè cô bác. Chè này thì là chè mẹ cháu Lực là tự lên trên đồi kia để hái về cô bác. Chè San Tiết của Thụ Hà Giang cô bác. Đấy, còn nếu mà có cô bác nào muốn quan tâm tới những cái sản phẩm mà cháu Lực đang bán ở trên kênh cô bác thì có thể điện thoại cho cháu Lực, thì cháu Lực sẽ gửi những cân chè cho quý cô bác anh chị. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ pha một chút chè để cho tất cả quý cô bác anh chị cùng biết là cái màu chè mà mẹ cháu Lực tự hái về và tự sao thì như thế nào cô bác nhé. Uống gì á? Hả? Uống sứa à? Hả? Đấy, và những cái sản phẩm mặt hàng nào cháu Lực gửi cho tới tay cho quý cô bác thì đều có cái logo của bản em cô bác nhá. Có logo của bản em để gửi cho cô bác, đúng hàng thì cô bác có thì hắn nhận cô bác nhá.
chè thì bây giờ phải để một lúc nữa thì nó mới có ra được nước các bác ạ. Chè này phải pha thì đợi tầm 3 đến 4 phút thì nó mới ra được cái màu chè mà đẹp các bác ạ. Đấy, nước đầu thì cô bác, nước đầu thì cô bác có thể đổ đi cô bác nhá. Này chín năm chị mua. Đấy, nước đầu thì có thể là đổ đi cho nó tráng qua chè đã cô bác. Rồi thì mấy chè này thì rất là thơm cô bác ạ. Vừa mới pha xong rồi đến nước thứ hai, đến tráng qua trong nước thứ hai thì rất là thơm. Đấy, bây giờ thì đã ra cái màu chè rồi cô bác ạ. Này ta. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực sẽ đổ ra cái cốc màu trắng này để cho cô bác nhìn thấy cái màu chè của nó đây. Đấy, màu chè của nó thì vàng rất là đẹp này cô bác này, uống rất là thơm. Đấy, còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là uống chè cùng cháu Lực ạ. Màu chè này rất là vàng đẹp luôn này cô bác này. Như bạn em lúa bông tải không? Màu chè thì rất là đẹp cô bác ạ. Bộ hợp bông tạp ấy. Thế còn bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống để xem anh em đã nấu cơm như thế nào rồi cô bác này. Đấy, còn cháu Lực còn mật ong là mật ong rừng với lại mật ong khoái nữa. Mật ong rừng với mật ong khoái thì em Hải, em Sử với lại em Quân là đi khai thác được bao nhiêu thì cháu Lực là bán hộ các em bao nhiêu thôi. Còn đây là cái hạt dổi này cô bác này, đây là hạt dổi rừng cô bác nhé. Cô bác có thể là mua về xong là để cháu Lực sẽ bọc vào cái túi zip cho cô bác này. Và cô bác để nơi nào mà nó khô ráo cô bác thì nó sẽ giữ rất là lâu cô bác. Còn chè cũng thế này, chè này thì cháu Lực cũng đều đóng bằng cái túi zip hết này cô bác này. Ở đây thì cháu Lực sẽ không có hút chân không, tại vì hút chân không là những cái mầm chè nó sẽ nát hết cô bác này, nó chặt quá nó sẽ nát này. Còn bây giờ thì cháu Lực sẽ đi xuống là xem các anh em là nấu cơm như thế nào rồi cô bác. Ở đây chỉ có em rể với lại em gái của cháu Lực nấu cơm thôi. Cá thế nào ơi Sứ ơi? Sắp chín rồi, anh thấy có vẻ thơm lắm nhỉ? Đấy, cá thì ướp hạt dổi với lại mắc khén vào cô bác rất là thơm luôn. Em thử lượt xem nào, không sợ nó đi dưới cháy không? Đấy, màu lên rất là đẹp rồi này. Đấy, Sử thì hôm nay là đạo diễn cái món mà nướng cá đấy nhỉ? Đi vào xong trong bếp xem là em của cháu Lực là nấu thêm là cái món gì này. Đây thì tối nay thì sẽ có thêm là nem nhá. Đây nem này cô bác này, có vẻ là rất là đảm đang ấy nhỉ. Đây. Đây là cái căn bếp của nhà cháu Lực cô bác thì hoàn toàn là làm được bằng gỗ hết thôi. Nó còn bừa bộn thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Này bố anh cứ bảo để nó nước nó róc róc xuống ấy nhờ. Bao giờ đến Tết thì lại vét một lần nữa Sử nhờ. Có một con to lắm, có 2-3 con đấy to nhưng mà nãy anh em mình không có vét được. Đấy, hôm nay anh gọi Sử xuống nhưng mà gọi cả ông với cả em Hải. Ông thì trong nhà rồi, em Hải thì đang đi học. Đấy, còn Quân với lại Cương thì hôm nay cũng là cùng anh một dân tộc ấy, cho nên là nhà nào nhà đấy đều làm cái gọi là cái rằm, gọi là cái rằm như này này. Đấy, ở đây là rằm cái dân tộc của anh gọi là rằm ăn cơm mới đấy. Đấy, ăn cơm mới này thì phải có cá. Sử thì lần đầu tiên mà đi xuống, gọi là đi xuống nhà của đồng bào người dân tộc Nùng là ăn cơm mới đúng không? Đến năm nay thì hai anh em mới có duyên với nhau cô bác. Thì hai anh em mới có cơ duyên là
gặp gỡ với nhau và có những cái chương trình nào mà dịp thì mới đến nhà được. Bây giờ thì cô bác cũng đã đến gần đủ rồi cô bác. Hôm nay chỉ có làm hai mâm thôi. Và hôm nay thì làm cái gọi là cái rằm. Hôm nay thì ngày rằm ấy cô bác. Thì cái phong tục của nhà cháu Lực thì đến lúc mà cây lúa lên bông ấy cô bác này, thì lấy cái này về để lên trên bàn thờ để gọi là tưởng ơn hay là cảm ơn các cụ đã ban cho mình một cái vụ mà lúa mới hay là nó tốt hơn đấy cô bác. Thế còn hầu như là các bác xuống nhà cháu Lực thì bố mẹ đều mở những cái thước phim mà cháu Lực đăng tải lên này cô bác này. Đây, hôm nay thì gồm sẽ có là món thịt gà này cô bác, xong là khoai sọ này, với lại đậu phụ này, với lại nem nữa, còn cá nữa. Cá thì mấy hôm nay hai anh em đi ao của cháu Lực, đi ao của nhà cháu Lực tắt về cô bác. Cái rằm thì chỉ có ăn như thế thôi cô bác. Hôm nay thì là ngày rằm thì sẽ không có thể thiếu được món cá này cô bác này. Thường thường thì nhà người ta là sẽ để cá chép ruộng cô bác, nhưng mà do nhà cháu Lực không có để vào ruộng ấy, thả vào ao cô bác ạ. Cái bà của cháu Lực thì năm nay cũng đã gần 80 tuổi rồi cô bác, và có cái mừng thọ là 75 rồi, nhận được tầm 2-3 năm trước rồi. Thế còn bây giờ em gái của cháu Lực thì đang thái thêm một chút là dưa chua đúng không ạ? Một chút là dưa đúng không bác? Để một tí nữa ăn cùng. Đây, hầu như là có cô chú nào mà xuống nhà của cháu Lực ấy thì là bố mẹ cháu Lực đều mở những cái thước phim mà hàng ngày cháu Lực lên chia sẻ rồi. Cái Sử thì hôm nay thì nhìn lại mình ở trong TV thì có khác hẳn không? Hả? Có ạ. Đấy, Sử thì xuống nhà cháu Lực khá là nhiều lần đấy cô bác, cho nên là bây giờ em ấy cũng có thể nói là coi cháu Lực như là một người anh, coi bố mẹ cháu Lực như là bố mẹ của em thôi cô bác ạ. Còn là bây giờ thì đang đợi thêm một món nữa là canh đắng thì sẽ ăn cơm thôi cô bác. Hôm nay thì chỉ có tầm độ là 10 người trở lại thôi. Sử thì hôm nay đã biết là cái phong tục của người đồng bào dân tộc của anh là có cái ngày rằm như thế này đúng không? Vâng. Trên nhà em thì không có làm đâu đúng không? Không ạ. Ngày hôm nay thì là bỏ ông với lại bỏ em Sử ở nhà, em Hải ở nhà rồi nhỉ? Vâng. Đấy, lúc mà chiều mà hai anh em xuống ấy cô bác thì ông là đang ở nhà là đi đang trong nhà, còn em Hải thì đang đi học, chỉ có mỗi là hai anh em xuống thôi. Và em Quân với lại em Cương thì cũng hôm nay thì cũng làm rằm ấy, cho nên là không xuống nhà của cháu Lực được cô bác ạ. Cái Sử thì bây giờ cũng đang chăm chú nhìn những cái hình ảnh của mình cháu Lực phát sóng trên lên trên TV này cô bác này. Thế còn là bây giờ một chút nữa thì sẽ là đợi thêm một hai bác nữa thì sẽ ăn cơm cô bác ạ. Đây, bây giờ thì là chuẩn bị vào ăn cơm rồi cô bác ạ. Đây, em gái của cháu Lực thì đang thái thêm hai đĩa dưa hấu nữa để một tí nữa ăn cùng. Hãy Sử đi vào ngồi đi, đây ngồi gần bố anh này, ngồi gần bố anh luôn này. Đây. Đây, hôm nay thì ăn cơm thì đều có là các bác ở trong nhà hết cả cô bác ạ. Đây, hôm nay thì là ngày rằm thì chắc là bố của cháu Lực với lại các cô thì không có thể thiếu được những cái chén rượu này cô bác này. Còn là như cháu Lực với em Hải với như cháu Lực với em Sử thì chỉ có uống nước ngọt thôi. Đây Sử này nhá. Đấy rồi cốc đây. Đấy còn đây thêm cái cốc này. Này, mẹ chín mắt này mẹ nè, ăn đấy à? Sao? Ở dưới sư ra rồi.
Còn một người em của cháu Lực nữa là đang ở dưới kia này cô bác này. À, Linh em cháu của cháu Lực thì có thể là ăn dưa hấu trước này cô bác này. Thấy nào Linh Ngân, ăn thì mời đi. Mời chưa? Hả? Con mời các ông bà. Cháu mời các ông bà ăn. Bỏ dưa hấu xuống. Bỏ dưa hấu xuống. Con mời các ông bà. Ăn cơm. Ăn cơm. À. Rồi, ăn cơm đi. Đấy, mời các ông bà cả nhà ăn cơm đi. Mời đi. Cháu mời cả nhà ăn cơm. Có vẻ là nói bé quá cô bác ạ. Hãy quay vào ăn cơm đi. Ấy sử mời các ông bà đi. Rồi rồi bây giờ ăn cơm đi. Mời hôm nay thì còn có một số bác nữa là bận nên không ra được ấy cô bác ạ, chứ không là còn đông là thêm nữa. Cơ sứ ơi. Không tới đi mua. Còn bây giờ cháu Lực cũng xin được mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng ăn cơm với cả nhà và cả gia đình của cháu Lực cô bác nhé. Vậy làm miếng nem xem là hôm nay tự tay mình làm thì như thế nào, được hướng dẫn đấy. Ngon không? Bây giờ đấy, cái này là nem mà quấn với lá lốt đấy. Ăn thử miếng lá lốt đấy. Nào gắp cho Sử một miếng cá nào. Miếng cá mà nãy nghe mình đi cá chấm. Đây là cái cá chấm ấy, chứ không phải cá chép đâu. Ăn cẩn thận để ý xương nhá. Thịt nó ngọt không? Có thêm hạt dổi mắc khén vào thì rất là thơm nhỉ. Cái sự đi xuống nhà anh thì không có phải ngại ngùng nhá. Thế bây giờ thì cứ ăn cơm đi. Thế bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ ăn cơm cùng với cả gia đình của cháu Lực với lại các cô bác nữa. Không có ghi hình tiếp thêm nữa cô bác ạ. Và cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng bạn em và đã luôn luôn gửi những cái lời đóng góp ý kiến cho cháu Lực để cho cháu Lực ngày một phát triển hơn và có thể đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh ở trên vùng cao này cô bác này. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em thôi. Nào Linh Ngân, bỏ còng xuống. Bỏ còng xuống, lau tay lau mồm. Chào đi, chào các ông bà đi. Đấy. Chào các ông bà đi. Nào. Chào ông bà đi. Chào nha. Thế chào. Đấy, từ từ lâu lâu một chào các ông các bà. Rồi. Chào các ông bà đi. Con khoanh tay vào. Khoanh tay. Con chào các ông bà. Chào các ông bà. Rồi. Chào sự chào tạm biệt quý bà cô chú anh chị. Còn đôi nó mình mãi nữa.